cái trán dày mơ luôn. Không à, không ai coi. Thì cứ từ từ thôi. Thiếu người làm kìa. Nó cười rung nè. Đèn ra ngồi quá nè. Bữa cái tráng đau điếm. Cái này một tuần sau em đi lại giùm chị nghe. Chắc cái trái này cũng hai cái. Mấy ngày nay đâu có video đâu. Đông Ấn Độ. Ông nó hát chay luôn.
Trên trán này nó hơi đau xíu em nghe. Cũng đẹp. Răng. Thế rồi. Không có người nữa. Full hết cả phút.